Mong muốn của chúng mình là mang được cái âm nhạc giao hưởng thính phòng đến gần hơn với cả khán giả. Cái những cái hình thức tiếp cận khác nhau thông qua những chủ đề, những cái bộ phim hay là những cái hình ảnh trong các bộ phim đó. Khi mà mình nghe đến cái kiểu như là hòa nhạc thính phòng chẳng hạn thì mình thấy là đôi khi những cái loại âm nhạc này sẽ hơi khó nghe một chút, nhưng thật sự đây sẽ là những cái bước rất là tốt để chúng mình có thể dần dần tiến đến những cái buổi hòa nhạc tiếp theo mà cái độ thẩm thấu về âm nhạc sẽ cao hơn.